Ở đây mình sẽ sử dụng hai tấm sắt có kích thước là 150 x 40 và 95 x 30. Cả bốn tấm này đều có chiều dài là 10 mm, và một khối sắt hình chữ nhật có kích thước là 40 x 30, chiều dài của nó là 150. Khối sắt này sẽ dùng để làm thanh trượt ở bên trong. Mình sẽ cuốn một lớp băng keo lên khối sắt. Tiếp theo là mình sẽ ốp bốn tấm sắt này vào khối chữ nhật để tạo thành một chiếc hộp ở bên ngoài. Mình sẽ hèn thêm 4 cây ở 4 góc như thế này. Điều này sẽ giúp hèn nhanh hơn và hạn chế được mối hèn có thể chạy vào bên trong, vì nếu mối hèn chạy vào trong thì rất khó để xử lý. Ok, bây giờ mình sẽ hèn kín lại. Như vậy là mình đã hèn xong, mình sẽ mài bỏ các mối hèn thừa đi. Thanh trượt này sẽ trượt ở trong hộp sắt như thế này. Tiếp theo là mình sẽ lấy dấu vào khoan 3 lỗ ở trên hộp sắt. Hai lỗ ở giữa mình sẽ khoan là 10 ly, còn lỗ ở ngoài cùng mình sẽ khoan lỗ 20 ly xuyên qua. Mình sẽ cắt để tạo thành một cái rãnh. Tiếp đến là mình sẽ khoan và tạo ren M6 ở trên thanh trượt trong. Mình sẽ hàn thêm móc để gắn lò xo. Tiếp theo mình sẽ khoan một lỗ phi 10 ly và một lỗ M10 ở trên thanh trượt. Tiếp theo mình sẽ dùng đoạn sắt tròn phi 60 có chiều dài là 30. Mình sẽ lấy dấu và khoan một lỗ phi 20 ở trên. Mình sẽ cắt bớt hai phần trước và sau của hộp để đoạn sắt tròn này có thể lọt vào. Mình sẽ hàn thêm đoạn sắt phi 20 này để làm tay cầm. Tiếp theo mình sẽ dùng hai tấm sắt có kích thước là 200 x 300 mm, có chiều dài là 10 mm. Hai tấm sắt này sẽ dùng để làm thành của máy đột.
và một tấm sắt có kích thước là 200 x 200 mm. Tấm này sẽ dùng để làm chân của máy đột. Mình sẽ chia ở giữa hai đường thẳng là 50. Và mình sẽ đặt thành máy lên đường thẳng mình đã vẽ và hèn lại. Ok, tiếp đến là mình sẽ hàn thêm hộp ngoài vào thành máy. Tiếp đến mình sẽ dùng đoạn sắt này để uốn vòng theo đoạn lưng của máy. Ở đây mình đã làm sẵn đế của khuôn đột, lỗ ở giữa dùng để gắn khuôn và hai lỗ hai bên để bắt cố định vào bàn. Tiếp theo mình sẽ làm khuôn đột có kích thước có thể lọt vào đế. Ở đây mình làm khuôn đột lỗ 10 ly nên mình sẽ khoan 10 ly. Ở đây mình cũng đã làm thêm khuôn 6 ly và 8 ly. Tiếp theo mình sẽ tô nhiệt để tạo độ cứng cho khuôn. Còn về phần mũi đột thì mình sẽ sử dụng thép gió HSS loại 10 x 200. Mình sẽ tiện phần đầu của mũi đột để tạo đỉnh tâm. Ở đây mình làm mũi đột 8 ly nên mình sẽ tiện thép gió này xuống 8 ly.
Tiếp tục như mũi đột 6 ly mình cũng sẽ tiện như vậy. Và mũi đột 10 ly thì mình sẽ để nguyên. Ok, như vậy là mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ gắn mũi đột 6 ly vào để test thử. Mình sẽ test thử với tấm sắt có chiều dài khoảng 1mm. Ok, tiếp theo mình sẽ thử với mũi đột 8 ly. Còn đây là mũi đột lỗ 10 ly. Tiếp theo là mình sẽ thử với sắt có độ dày là 2 ly. Tiếp theo là sắt có chiều dày khoảng 2,5mm. Cuối cùng là sắt có chiều dày là 3 ly. Ok, như vậy là mình đã test xong. Về phần máy đột này có thể đột được sắt dày từ 1 tới 3 ly. Còn một số phần vẫn chưa được hoàn thiện lắm nên mình sẽ có phiên bản V2 để khắc phục. Mình cũng sẽ xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.